Ok, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một cái game mà cũng rất là hay luôn. Và hiện tại mình đã cài đặt xong cái game này anh em. Thì hiện tại đang xe đang trong gara và mình sẽ review sơ cho anh em xem những cái xe phía bên trong gara nha. Đầu tiên là một chiếc xe màu xanh rất là xịn sò này anh em thấy không? Đó. Một chiếc xe đầu kéo Mỹ. Chiếc xe thứ hai. Đó. Cũng là một cái game, một cái xe mà đồ họa rất là đẹp anh em thấy không? Thì xe này là của anh OTS nha. Đây. Xe này đúng chất của xe châu Âu này anh em. Đầu xe nó giống dạng của Scania đó. Rất đẹp luôn. Thứ tư. Chiếc xe này nó giống như chiếc xe mà đầu cũng xe đầu kéo Mỹ nhưng mà nhìn nó rất là ngầu anh em thấy không? Một chiếc xe mà nó có cái đầu nó thon. Xe này thì chạy rất là nhanh nha và hai hầm khói hai bên rất là đẹp. Chiếc xe thứ tư. Một chiếc xe cũng rất là nhìn ngầu luôn, tráng trọc, láng o luôn anh em thấy không? Nhưng mà màu xanh mình rất thích màu xanh này. Đó. Xe này có một ống khói thôi. Tiếp theo là một chiếc xe cũng khá là kỳ quái anh em. Đây là cũng là một chiếc xe đầu kéo nha, nhưng mà cái đầu của nó thì nó ngộ lắm. Nó có cái móc kéo phía sau này. Đó. Và xe nó giống như là xe đi trên sao Hỏa anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Xe tiếp theo này. Đó, xe tiếp theo thì anh em thấy. Trời ơi, nhìn nó rất là kỳ quái. Xe tiếp theo nữa cũng nhìn là không kém luôn. Đây là chiếc xe mà giống như là nó kéo theo cái remote phía sau là nhìn một cái remote dài em, nó có cái hai cây hai bên thấy không? Và xe này là được mạ vàng, vàng từ đầu đến đuôi luôn, màu vàng với lại bạch kim. Còn chiếc xe này thì khỏi nói luôn, chiếc xe này là giống như chiếc xe của thế hệ tương lai, nó có cái đầu rất là ngầu luôn. Ok. Ok nha. Đó. Chiếc xe thứ tiếp theo cũng là một chiếc xe giống chiếc xe màu đỏ nhưng cái kiểu của nó thì nó lại đặc biệt hơn một xíu nữa, nhìn nó trục lúc anh em thấy không? Đó. Chiếc xe này là một chiếc xe cũng thế hệ tương lai luôn. Wow. Xe rất là xịn sò con cò luôn, nhìn nó là hệ thống bô này. Hệ thống bô rất là lớn luôn. Bộ này nó chạy là nó gầm gú ok luôn. Rồi chiếc xe này là giống chiếc xe anh em nào biết không? Nó có hai cái càng cái tay hai bên nó giống như chiếc xe Lamborghini anh em. Bánh mâm màu xanh và cái xe nó có cái phần phía trước này nhìn rất là vải chưởng luôn. Ngầu cực ngầu luôn. Đó, một chiếc xe này là nó càng ngày nó càng xẹp xuống anh em. Xe đầu kéo mà nó có dạng như Lamborghini. Sáu bánh và mâm màu vàng, nó xẹp cái phần đầu xuống là phía sau này. Đây nó giống như một xe con nhưng mà nó có thêm cái phần kéo này. Thì sau đó mình sẽ review cho anh em xem là nó sẽ kéo cái remote như thế nào nha. Còn chiếc xe cuối cùng đó, một chiếc xe giống như là xe mà chạy trên sao Hỏa anh em, với lại nó giống như là xe chạy đua này, nó có cái hệ thống mà đó, nó có hệ thống phản lực phía sau anh em thấy không? Ba ống phản lực và nó có hai cái bô hai bên. Ồ, hai cái bô không phải hai bô mà hai bô phía trước rồi. Hệ thống phản lực và cái phần giảm cản gió này. Đó, nhìn nó rất là ngầu luôn. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm cho anh em chiếc xe đầu tiên nha. Chiếc xe đầu tiên nó sẽ làm như thế nào? Đó. Bây giờ mình quay ra chiếc xe đầu tiên đi. Mình sẽ chạy chiếc thử này cho anh em xem. Mình sẽ làm rất là nhiều cái hành trình trên những chiếc xe này. Anh em nhớ like video và nhấn đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm chuông để nhận thông báo khi mà mình ra những cái video chia sẻ cho anh em nha. Ok, hẹn anh em ở cái video tiếp theo, mình sẽ làm video review nha, review chuyến hàng đầu tiên luôn.